vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức mới. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây, một số hình ảnh Nhã Phương ở Trường Giang cùng với quê ăn dỗ được dân mạng chia sẻ rầm rộ. Điểm thu hút chú ý đầu tiên là nhan sắc của nữ diễn viên tuổi thanh xuân qua camera thường vẫn rất nổi bật. Dù đó là bà mẹ một con nhưng Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da trắng mịn trẻ trung. Qua những lần Nhã Phương về thăm quê chồng, có thể thấy rõ mối quan hệ thông gia của hai gia đình, đặc biệt là tình cảm mọi người dành cho cháu dâu. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Điểm chú ý khi Trường Giang và Nhã Phương về quê là trang phục của hai vợ chồng nghệ sĩ này khá đối lập. Thoáng nhìn qua trang phục áo sơ mi trắng quần đen của Nhã Phương không có gì xa hoa. Tuy nhiên phụ kiện cài áo cho tới đôi dép hàng hiệu của người đẹp đều bị dân mạng soi giá trị. Hình ảnh của nữ diễn viên trở nên quá nổi bật thêm phần, nhiều khi đứng cạnh bên ông xã Trường Giang và mọi người xung quanh đều diện đồ giản dị. Mặc dù vậy, qua những bức ảnh chụp với người thân của Trường Giang, có thể thấy mọi người đều dành cho Nhã Phương tình cảm quý mến. Rất đông anh chị em, cô bác ngỏ ý chụp ảnh kỷ niệm cùng với vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, mẹ ruột của Nhã Phương cũng có mặt trong chuyến đi này và có tương tác thân thiết với họ hàng quê nội Trường Giang. Trước chuyến về đám giỗ này, Nhã Phương từng nhiều lần về quê để thắp hương cho ông bà tổ tiên phía nhà Trường Giang thuộc xã Tân Hiệp, Tam Kỳ. Từ khi cặp đôi yêu nhau vài tháng, Nhã Phương đã được Trường Giang dẫn về ra mắt gia đình trong ngày giỗ mẹ và được họ hàng rất quý mến. Mẹ của Trường Giang mất khi anh lên 5 tuổi sau một tai nạn. Danh hài có tuổi thơ khá cơ cực, bố phải sống cảnh gà trống nuôi con. Trước đây bố Trường Giang là ông Võ Đăng Tường, là một công chức nhà nước nhưng sau đó phải nghỉ việc để làm tài xế nuôi 5 anh chị em Trường Giang ăn học. Thời điểm Nhã Phương Trường Giang gặp sóng gió trong chuyện tình yêu năm 2016, ông Tường từng chia sẻ với báo chí. Tôi có nghe nói những vụ lùm xùm về chuyện tình cảm của con trai thôi. Ban đầu tôi lo lắng cho Giang lắm, nhưng sau đó được mọi người giải thích nên tôi an tâm phần nào. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định Nhã Phương mới là bạn gái chính thức của Trường Giang. Trong khi đó, chị gái Trường Giang Hoàng Yến cũng tiết lộ Nhã Phương nhiều lần về thăm nhà bạn trai vào những dịp lễ Tết hay khi có các sự kiện quan trọng trong gia tộc. Nữ diễn viên chiếm được tình cảm của tất cả mọi người vì hiền lành và có duyên ăn nói. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.